Lộ trình giải thể Cộng sản của giáo hoàng John Paul II như thế này. Theo báo Seattle Times, nhà sử học nổi tiếng về chiến tranh lạnh là John Lewis Gaddis xác định rằng ông giáo hoàng John Paul II là một nhân vật quan trọng trong việc thiết lập lộ trình cho sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Tổng thống Reagan và giáo hoàng John Paul II đều đồng ý là phải tiến hành một chiến dịch bí mật để mau chóng giải thể đế quốc Cộng sản tại cuộc gặp nhau trong Thư viện Tòa Thánh Vatican vào ngày thứ Hai, 7 tháng 6 năm 1982. Chính quyền Xô Viết và Cộng sản Ba Lan cứ hết bước này đến bước khác đành chịu nhượng bộ trước áp lực luân lý, kinh tế và chính trị do Giáo hoàng và Tổng thống Mỹ áp đặt. Giáo hoàng John Paul II được hàng triệu đồng bào Công giáo hoan hô, nghênh đón khi ngài du hành khắp Ba Lan, đòi hỏi nhân quyền và ca ngợi công đoàn đoàn kết. Khoảng 20 triệu người Ba Lan đã đến chào đón giáo hoàng trong 9 ngày về nhà của ông. Đây là chuỗi ngày kích động người Công giáo đứng lên lật đổ chính quyền Cộng sản Ba Lan. Một số nhà sử học ghi công giáo hoàng John Paul II là người khởi xướng chuỗi sự kiện phi thường, mà đỉnh điểm là một thập kỷ sau đó là sự sụp đổ của bức tường Berlin, sự lật đổ các chính phủ cộng sản từ Warsaw, tức là ở Ba Lan đó, đến Praha là tiệp khắc đó, đến Bucharest. Bucharest là thủ đô của nước Lỗ Mani, và sự tan rã của Liên bang Xô Viết. Họ đưa ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc bầu chọn một giáo hoàng Ba Lan và quyết định của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cho phép khối Liên Xô tan rã một cách hòa bình. Timothy Garton Ash, một nhà sử học của Đại học Oxford, người đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng quét qua Đông Âu, cho biết nếu không có giáo hoàng có lẽ đã không kết thúc hòa bình, tức là cái ý của những người giáo dân đó. Kết thúc hòa bình của chủ nghĩa cộng sản như chúng ta đã thấy vào năm 1989. Nếu không có giáo hoàng, họ nói, tức là giáo dân nói đó, nếu không có giáo hoàng sẽ không có phong trào đoàn kết, mà không có đoàn kết sẽ không có Gorbachev. Nếu không có Gorbachev sẽ không có năm 1989. Giáo hoàng là người rất quan trọng trong mọi giai đoạn. Thì sau đây là nguyên văn cái bản tin về chuyện giáo hoàng thăm Ba Lan như sau. Washington, trong vài tiếng đồng hồ sau khi tiếp quản xưởng đóng tàu Lenin ở Gdansk vào tháng 8 năm 1980, một hành động mở đường cho sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, là các công nhân Ba Lan đã trang trí cánh cổng bằng một bức ảnh lớn của giáo hoàng John Paul II. Bức chân dung vừa là biểu tượng, vừa là lá bùa hộ mệnh. Một sự bác bỏ hệ tư tưởng vô thần của chủ nghĩa Marx và là sự bảo vệ khỏi cơn thịnh nộ của chế độ Cộng sản. Vì giáo hoàng không phải là người Ý đầu tiên trong 455 năm và là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ Đông Âu. Karol Wojtyla đã giúp truyền cảm hứng cho một cuộc nổi dậy của công nhân ở quê hương Ba Lan và trở thành hình mẫu cho những biến động chống cộng phần còn lại của Đông Âu. Các nhà sử học cũng như người tham gia đều ghi nhận vai trò quan trọng của giáo hoàng trong việc biến cuộc cách mạng thành hiện thực và giữ cho nó diễn ra hòa bình. Những công nhân chiếm giữ xưởng đóng tàu chế nhạo sự khoe khoang của người cộng sản vì nhà nước của công nhân đã xác định giáo hoàng và nhà thờ Công giáo có cuộc đấu tranh kéo dài hàng thập kỷ chống lại hệ thống toàn trị do Liên Xô áp đặt lên Ba Lan. Mặc bộ quần áo bẩn thỉu và đội mũ cứng, những người đình công tham dự thánh lễ vẫy lá cờ Vatican màu vàng trắng và trích dẫn các bài giảng của giáo hoàng trong chuyến hành hương đến Ba Lan năm trước. Khi lãnh đạo của họ, tức là Lech Walesa, kết thúc cuộc đình công bằng cách ký thỏa thuận với chính quyền để thành lập các công đoàn tự do đầu tiên ở một quốc gia cộng sản, ông đã sử dụng một cây bút lưu niệm khổng lồ từ chuyến thăm của giáo hoàng, có trang trí chân dung của giáo hoàng.
Như Wallace sau này nhớ lại, những người bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động công đoàn tự do chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số 35 triệu người Ba Lan. Vào tháng 10 năm 1978, khi Wojtyla được bầu làm giáo hoàng, Wałęsa ngạc nhiên, một năm sau chuyến thăm, tôi đã có 10 triệu người ủng hộ, một phép màu nhân lên, và ông so sánh với câu chuyện trong Tân Ước về bánh và cá. Tức là trong Tân Ước nó có câu chuyện là Chúa Giêsu làm phép lạ cho 5 cái bánh và 3 con cá ra cho cả mấy ngàn người được ăn no và còn dư. Thì khoảng 20 triệu người Ba Lan đã đến chào đón giáo hoàng trong chuyến trở về quê hương kéo dài 9 ngày của ngài. Đó là một minh chứng phi thường về cảm xúc sâu sắc chống lại chế độ độc tài, độc đảng, nắm quyền kiểm soát gần như toàn bộ quốc hội, công đoàn, cơ quan tư pháp và giới truyền thông. Zbigniew Brzezinski, quan chức gốc Ba Lan, lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống Carter, cho biết rằng cảm giác bất khả chiến bại của chế độ này đột nhiên tan vỡ. Sau chuyến thăm đó, mọi thứ không còn như xưa nữa. Janusz Oniszkiewicz, một lãnh đạo của công đoàn đoàn kết được thành lập theo thỏa thuận Gdańsk năm 1980, cho biết cuộc bầu cử của giáo hoàng và chuyến thăm Ba Lan sau đó đã mang lại cho người Ba Lan cảm giác tuyệt vời khi được ở bên nhau. Theo nhiều cách, Oniszkiewicz cho biết chuyến thăm của giáo hoàng là một cuộc diễn tập cho cuộc cách mạng đoàn kết. Ông nói đây là bài tập lớn đầu tiên của chúng tôi về khả năng tự tổ chức, đồng thời lưu ý rằng hàng chục nghìn tình nguyện viên đã chịu trách nhiệm thu xếp hậu cần và an ninh cho chuyến thăm khi chính quyền Cộng sản rút lui trong bóng tối. Một số nhà sử học ghi nhận giáo hoàng là người đã khởi xướng một chuỗi các sự kiện phi thường, mà đỉnh điểm là sự sụp đổ của bức tường Bá Linh một thập kỷ sau đó. Việc lật đổ các chính quyền cộng sản từ Warsaw đến Praha đến Bucharest và sự tan rã của Liên Xô. Họ rút ra mối liên hệ trực tiếp giữa việc bầu chọn một giáo hoàng người Ba Lan và quyết định của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cho phép khối Xô Viết tan rã một cách hòa bình. Timothy Garton Ash, một nhà sử học của Đại học Oxford, người đã chứng kiến nhiều cuộc cách mạng quét qua Đông Âu, cho biết nếu không có giáo hoàng sẽ không có sự kết thúc hòa bình của chủ nghĩa cộng sản như chúng ta đã thấy vào năm 1989. Không có giáo hoàng thì sẽ không có phong trào đoàn kết. Không có đoàn kết thì sẽ không có Gorbachev. Không có Gorbachev thì sẽ không có năm 1989. Giáo hoàng đóng vai trò quan trọng ở mọi giai đoạn. Garton Ash cho biết việc bầu chọn một giáo hoàng người Ba Lan đã khiến chính quyền cộng sản ở Warsaw và Moscow gặp khó khăn hơn nhiều trong việc sử dụng vũ lực để giải tán các cuộc đình công tại xưởng đóng tàu Lenin và các nhà máy khác của Ba Lan vào tháng 8 năm 1980. Thẩm quyền đạo đức của giáo hoàng cũng khiến nhà lãnh đạo Ba Lan, tức là tướng Wojciech Jaruzelski, không thể đè bẹp hoàn toàn phe đối lập vào tháng 12 năm 1981, sau khi ông tuyên bố thiết quân luật và bỏ tù hàng nghìn nhà hoạt động. Một số người tham gia nói rằng Garton Ash và những người khác đã phóng đại trường hợp này khi cho rằng ông giáo hoàng đã gây ra sự sụp đổ một cách hòa bình của chủ nghĩa cộng sản. Oniszkiewicz nói, để xem Oniszkiewicz là ai đây. Là một nhà lãnh đạo của công đoàn đoàn kết. Ông Oniszkiewicz nói điều đó đã đi hơi quá xa. Điều đó cũng sẽ xảy ra, nhưng giáo hoàng chắc chắn là chất xúc tác. Coi giáo hoàng như một nhà lãnh đạo tinh thần hơn là một diễn viên chính trị, mặc dù là người rất ý thức rằng lời nói và hành động của mình có những hậu quả chính trị to lớn. Trong cuộc trò chuyện của họ, Brzezinski cho biết ông bị ấn tượng bởi niềm tin hoàn toàn và thanh thản của giáo hoàng
rằng hệ thống cộng sản cuối cùng sẽ sụp đổ. Brzezinski cho biết, chúng tôi đã hoạt động trong những khoảng thời gian rất khác nhau. Ông ấy có tầm nhìn xa. Và đây là chấm dứt bản tin. Xin gửi đến quý vị có trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Hãy xem những câu chuyện ở Ba Lan và sự sụp đổ của các hệ thống chính trị cộng sản của Xô Viết vừa qua và không có đem lại cho các dân tộc nào một cái sự, hay là không có đem lại cho thế giới này một sự bình an hay là tiến bộ gì cả. Đó chỉ là một sự sụp đổ chế độ cộng sản của Xô Viết. Thế thôi. Hẹn quý vị kỳ sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chào quý vị.